Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 29 tháng 5, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn mệt, các dòng Galaxy Note và cả Galaxy S gần đây đều đã có những thiết kế cụm camera ngang. Tuy nhiên thì có thể là Galaxy Note 10 sẽ phá vỡ truyền thống này. Khi số lượng camera và các loại cảm biến ở mặt sau tăng dần lên, thì việc sắp xếp chúng như thế nào để không khó coi cũng là một vấn đề khiến các nhà thiết kế phải đau đầu. Chỉ cần coi cách Apple đặt cụm camera vuông trên dòng iPhone năm nay sẽ hiểu họ cũng đang bế tắc như thế nào. Đối với Samsung thì giải pháp họ chọn cho dòng Galaxy Note 10 năm nay có thể sẽ trông như hình bên dưới đây. Mẫu thiết kế này được tạo ra dựa trên sơ đồ rõ rỉ về cách bố trí camera phía sau của Note 10. Mặc dù các vị trí của máy ảnh được hiển thị trong hình ảnh này giống như trong bản phác thảo, hình dạng của cụm camera nhìn từ bên ngoài có thể sẽ khác, cũng như vị trí của đèn flash chỉ là phỏng đoán vì nó không xuất hiện trên sơ đồ phác thảo. Điều đó có nghĩa là đèn flash có thể nằm ở dưới cùng thay vì là nằm ở trên camera TOF. Và cũng có thể là Samsung sẽ kết hợp cả hai cụm camera cảm biến cùng flash lại với nhau thay vì là nằm riêng rẽ. Nhiều khả năng họ sẽ làm như thế để thật trông khác với Huawei P30 Pro. Nếu tinh ý hơn thì chúng ta có thể phát hiện ra rằng thiếu cảm biến nhịp tim ở đây, nhưng các bạn đừng quá ngạc nhiên về vấn đề này vì thực ra là Samsung đã bỏ nó đi trên dòng Galaxy S10 5G hiện nay rồi. Các bạn mến, âm thanh chuẩn không dây đang dần trở thành chuẩn mực cho smartphone, vậy sao không tận dụng khả năng này để thay đổi thói quen nghe nhạc? Nếu như trước đây hai người bạn muốn nghe cùng một bản nhạc phải cắm tai nghe có dây và mỗi người một bên tai, điều đó sẽ làm cho giảm trải nghiệm thưởng thức âm nhạc rất nhiều. Rất may là Bluetooth 5.0 có thể giải quyết điều này nhờ kết nối kép. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì phần mềm của iPhone chỉ cho phép một thiết bị audio kết nối với một điện thoại ở một thời điểm. Nhưng với tính năng mới này thì người dùng có thể dùng iPhone 2019 để phát nhạc đồng thời qua AirPods và loa Bluetooth. Những sản phẩm cũ hơn như iPhone 8, iPhone X hay iPhone XS thì cũng có thể được cập nhật thông qua phần mềm. Một tính năng rất nhỏ nhưng sẽ rất là tiện lợi với tất cả chúng ta. Các bạn thân mến, theo báo cáo từ Nine2Mass thì Oppo đã ngừng sản xuất các mẫu dòng Galaxy F trên phạm vi toàn cầu và sẽ thay thế chúng bằng các thiết bị thuộc dòng Reno. Nếu thông tin này trở thành sự thật thì Oppo F11 và F11 Pro về cơ bản sẽ là những mẫu smartphone dòng F cuối cùng của công ty. Trong mọi trường hợp thì 9T1Mass cho biết là Oppo đã có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất smartphone và hiện tại là họ đang tìm cách đổi mới cho đội hình của mình. Nguồn tin còn nói rằng những thay đổi này cũng sẽ được áp dụng ở Ấn Độ, nơi công ty đã có 5 năm kinh nghiệm và rõ ràng là Oppo cũng đang đẩy mạnh dòng sản phẩm của họ ở châu Âu. Oppo đã ra mắt hai mẫu smartphone mang nhãn hiệu là Reno vào tháng 4 vừa qua và Oppo Reno chạy vi xử lý là Snapdragon 710, Oppo Reno 10X Zoom dùng chuột chip là Snapdragon 855 và cả hai chiếc điện thoại này đều sẽ có thêm phiên bản 5G và được phân phối tại một số thị trường nhất định. Vụ Oppo Reno và Oppo Reno 10X Zoom gần giống nhau, tuy nhiên thì vẫn có khá nhiều điều khác biệt ở bên trong. Chúng sẽ đi kèm tỷ lệ màn hình so với mặt trước cực lớn, nhờ việc được trang bị mô đun camera thao thụt. Tuy nhiên thì camera thao thụt ở đây sẽ có hình vây cá mập chứ không phải là giống như nhiều thiết bị hiện nay. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.